Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kinh hoàng chiếu bạc ở Berlin, đập chai xỉa nhau chạy toán loạn. Phía sau lưng tôi đây chính là một khu chợ của người Việt Nam ở Berlin, có tên là Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, nơi vừa xảy ra một vụ việc là nhóm người Việt Nam đã rượt đâm nhau đến trọng thương vào 9 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 2022. Và ngay sau đó thì cảnh sát Berlin đã được điều động một lực lượng rất lớn ập đến và chứng kiến một hiện trường kinh hoàng với những người Việt Nam nằm la liệt và rên rỉ kêu la trên vũng máu. Đây là việc rất nghiêm trọng và cơ quan điều tra của Đức lập tức vào cuộc để mở rộng truy tìm những hung thủ. Được biết trong vụ việc này đã có hai người Việt Nam, đó là một nữ và một nam, đã bị thương rất nặng do các đối tượng đã dùng chai đập ra và đâm xỉa tấn công vào đầu, vào mặt những nạn nhân này, gây những vết thương rất sâu và mất rất nhiều máu. Mời các bạn xem bản tin tường thuật thông tin mà cảnh sát Berlin vừa chuyển tới tờ Thời báo .de ngày hôm nay về vụ việc đâm rượt nhau bằng chai thủy tinh được đập vỡ này. Kinh hoàng chiếu cờ bạc ở Berlin, cảnh sát truy tìm 6 người Việt. Tại khu chợ của người Việt Nam ở Berlin có tên là Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, nơi vừa xảy ra một vụ việc là nhóm người Việt Nam đã rượt đuổi nhau, đâm nhau đến trọng thương vào lúc 9 giờ đêm hôm 19 tháng 6 năm 2022. Sau khi được cấp báo, cảnh sát Berlin đã ập đến và chứng kiến hiện trường kinh hoàng với những người Việt Nam nằm rên la trên vũng máu do các vết thương bị cắt đứt sâu trên da thịt. Đó là hai người Việt nam, một nữ, bị thương rất nặng do nhóm đối tượng tấn công đã dùng vỏ chai đập vỡ, đâm xỉa vào mặt, vào đầu, gây thương tích sâu. Trả lời tờ Thời báo .de về vụ việc, người phát ngôn của cảnh sát Berlin cho biết, cảnh sát được gọi đến khu chợ ở Mansaner Straße 17, Berlin vào khoảng 9 giờ tối ngày 19 tháng 6 năm 2022. Ở đó đã tìm thấy một người đàn ông 54 tuổi bị thương và người vợ 51 tuổi của anh ta cũng bị thương nặng. Cả hai đều là công dân Việt Nam. Vết thương của cả hai nạn nhân đã được người dân trong chợ sơ cứu trước khi cảnh sát và xe cấp cứu chạy đến. Cảnh sát đã đưa ra hai cáo buộc hình sự về hành vi tấn công người gây thương tích. Theo các nhân chứng, giữa 6 người đàn ông chưa rõ danh tính và người phụ nữ bị thương đã xảy ra tranh cãi vì chuyện tiền bạc. Người đàn ông bị thương đến giúp vợ và cũng bị tấn công. Cả hai nạn nhân đều bị tấn công bằng chai bia và những nhát cắt sâu vào da thịt. Theo các nhân chứng, nhóm thủ phạm đã rời khỏi hiện trường, trong đó có 4 người đã lên một chiếc xe bỏ trốn. Tuy nhiên, không ai có thể mô tả được chiếc xe này. Được biết, trong cửa hàng thuê ở khu chợ này thường xuyên bị các đối tượng người Việt Nam sử dụng tổ chức thành các địa điểm đánh bạc bất hợp pháp với số tiền chơi mỗi đêm lên đến vài trăm ngàn euro, mà người chơi là các nạn nam, nữ, công dân Việt Nam. Trong số này có nhiều phụ nữ hiện đang phải sống bằng tiền trợ cấp của xã hội nước Đức. Tuy nhiên, đến ngày lĩnh tiền họ lại mang vào đây để đánh bạc và thường là mất sạch, thậm chí không còn tiền mua sữa cho con nhỏ. Cũng tại khu chợ này, chỉ trước đó có 3 ngày đã có gần 300 cảnh sát, hải quan, thuế vụ của Đức bao vây, khám xét và bắt đi 13 người Việt Nam vì cư trú bất hợp pháp cùng nghi vấn buôn người. Đây là một tệ nạn xã hội đã tồn tại từ rất lâu mà cơ quan quản lý nhà nước Đức có lẽ sẽ phải phối hợp cùng với chủ các khu chợ và hộ thuê kinh doanh ở đây để giải quyết triệt để, đem lại sự bình yên cho cộng đồng và doanh nghiệp tại Berlin. Cảnh sát Berlin cũng cho biết đây cũng thường xuyên được tổ chức các chiếu bạc bất hợp pháp lớn với số tiền mà họ theo dõi được lên tới hàng trăm ngàn euro mỗi đêm, mà người chơi là chính là các nam, nữ, công dân của Việt Nam đang sống ở Đức. Thông tin cho biết thêm, có những nhiều người phụ nữ Việt Nam họ cũng rất nghèo nhưng phải sống bằng tiền trợ cấp xã hội, nhưng đến ngày lĩnh tiền thì họ cũng mang đến đây để chơi cờ bạc và thường mất sạch, thậm chí không còn tiền mua sữa cho con nữa. Cách đây 4 hôm, đó vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, cũng có gần 300 cảnh sát Đức bao vây khu này và khám xét khu chợ, bắt đi 13 người Việt Nam vì cư trú bất hợp pháp và nghi vấn buôn người. Như vậy, các sự việc
liên tục nối nhau xảy ra tại trung tâm thương mại này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường trong thời gian tới.